Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay ngày 22 tháng 1, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Sau đây là những nội dung chính của chương trình. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hôm qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm chúc Tết một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trước thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa, tại tất cả các địa phương trong tỉnh tưng bừng diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, bắn pháo hoa chào đón năm mới. Quảng Ninh lập kỳ tích trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách, thắp nên niềm tin và kỳ vọng về một năm mới thành công. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm, động viên chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết và cá nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hạ Long. Thăm chúc Tết Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương thành tích đáng tự hào của ngành y tế Quảng Ninh nói chung và các y bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng. Cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế đã thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh thường xuyên, làm chủ nhiều kỹ thuật điều trị mới, gia tăng nhanh chóng năng lực y tế dự phòng ở tất cả các địa phương, đủ sức ứng phó kịp thời với các loại dịch bệnh, chia sẻ với những khó khăn vất vả mà các y bác sĩ đang nỗ lực vượt qua. Bước sang năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn, với niềm tự hào lớn lao về nghề thầy thuốc, nghề cao quý, ngành y tế Quảng Ninh cần phát động các phong trào thi đua học tập trong đội ngũ y bác sĩ theo hướng đạt trình độ chuyên môn sâu, tiếp cận với các chuyên môn tiên tiến, hiện đại nhất của thế giới, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, khám chữa bệnh nhân dân, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt bậc để ngày càng mang tới niềm tự hào, sự tin tưởng lớn hơn trong nhân dân, du khách khi tới Quảng Ninh, về ngành y tế Quảng Ninh. Thăm chúc Tết cán bộ người lao động công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ của công ty rất vinh dự nhưng cũng nặng nề, mong muốn đơn vị tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ, cung cấp kịp thời đầy đủ nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, sớm xây dựng chiến lược phát triển gắn với nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030, quan tâm đối tượng yếu thế được tiếp cận nguồn nước sạch hợp chuẩn, hợp quy với giá cả hợp lý, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thất thoát, kết hợp chặt chẽ giữa chống thất thoát bằng biện pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật hiện đại, quản lý chặt chẽ, nắm bắt các khu vực có nguy cơ suy giảm nguồn nước. Cũng trong đêm giao thừa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc Tết gia đình nhà thơ Trần Nhuận Minh. Cũng trong hôm qua, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm chúc Tết một số đơn vị trong tỉnh. Đến thăm, động viên, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Thị Minh Thanh đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ với công việc đặc thù của công nhân vệ sinh môi trường. Năm hết, Tết đến, trong khi người người, nhà nhà được đoàn tụ, chung vui bên mầm cỗ tất niên, đón thời khắc giao thừa, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn tạm gác niềm vui riêng, miệt mài làm việc, đảm bảo môi trường sạch đẹp cho nhân dân vui xuân đón Tết. Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng đến với tất cả công nhân vệ sinh môi trường, đề nghị lãnh đạo công ty cổ phần đô thị Hạ Long đặc biệt quan tâm, chăm lo Tết chu đáo, đầy đủ cho công nhân, nhất là đối với những người trực Tết, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thăm đội quản lý điện số 1 Điện lực Hạ Long, Bệnh viện Phổi Quảng Ninh và Công ty Môi trường Đô thị Hạ Long, đồng chí Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong năm qua với nhiều thành tích được ghi nhận và ân cần thăm hỏi, động viên đội ngũ công nhân, cán bộ, y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ trực Tết. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao tay nghề, trình độ, thu nhập cho cán bộ, công nhân, đội ngũ y bác sĩ, qua đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vào đêm qua, những màn trình diễn pháo hoa và các chương trình nghệ thuật đã diễn ra tưng bừng ở khắp các địa phương trong tỉnh để chào đón năm mới. Người dân khắp nơi đổ ra đường trong không khí hân hoan, đón giao thừa, gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới đầy niềm vui và thành công.
Giao thừa cũng là khoảnh khắc để mỗi người suy ngẫm về những dự định, ước vọng, tin tưởng vào một năm mới bình an và ổn định hơn. Thời tiết vào đêm qua cũng như chiều lòng người hết sức thuận lợi cho hoạt động đón giao thừa du xuân. Sau hai Tết Nguyên đán không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm nay, trong không khí phấn khởi hân hoan, dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế từng bước phục hồi, khởi sắc ở một số ngành lĩnh vực, tất cả các địa phương trong tỉnh đều tổ chức bắn pháo hoa. Tại thành phố Cẩm Phả, rất đông người dân đổ về các điểm bắn pháo hoa từ sớm, chờ đón thời khắc thiêng liêng cùng người thân và cùng nhau du xuân. Đây là lần đầu tiên vợ chồng anh mới cưới nhau và được ngắm pháo hoa ở trên bầu trời ở Cẩm Phả. Một cái kỷ niệm đặc biệt, mọi người được cái lễ hội pháo hoa tuyệt vời như thế này. Và cầu chúc một cái năm mới cho người dân Cẩm Phả và người dân cả nước có một mùa xuân mới thật là hạnh phúc và có thật nhiều cái ước mơ được trở thành hiện thực ở trong năm nay. Sau 2 năm đại dịch thì đây là năm đầu tiên mà bọn em được đi chơi cùng lại với nhau và được ngắm pháo hoa trực tiếp như thế này. Thì cảm xúc rất là tuyệt vời. Cùng với các chương trình nghệ thuật đặc sắc, năm nay từ nguồn xã hội hóa, Quảng Ninh có tới 17 điểm bắn pháo hoa ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đảm bảo cho nhân dân và du khách đều được thưởng ngoạn những màn pháo hoa rực rỡ vào thời khắc chuyển giao năm mới. Thời gian bắn pháo hoa 15 phút, dường như không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Quá tuyệt vời, cũng 2 năm rồi mới được xem thì thấy là tổ chức rất là hoành tráng, tuyệt vời. Cảm thấy nó rạo rực trong lòng, cảm thấy xuân, mùa xuân đã về. Những cái năm vừa qua ấy, thì là nó xảy ra Covid, mọi sự kiện đều bị hạn chế. Và đến năm 2023 này thì đã ổn định về kinh tế và tất cả mọi thứ. Thì là năm nay ấy, thì em hào hứng rất là nhiều, chờ đợi đến cái giây phút quan trọng, cái thời điểm giao thừa và chờ pháo hoa rồi tất cả mọi thứ ấy, để mà đón xuân một năm mới mà cảm thấy nó bình an cho tất cả mọi người. Quảng Ninh khép lại năm cũ Nhâm Dần 2022 với đầy ấn tượng và tự hào khi hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số trong 7 năm liên tiếp. Thu ngân sách nhà nước đứng trong top đầu cả nước, đồng thời hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm chiến lược được khánh thành và đưa vào sử dụng. Trong không khí đất trời vào xuân, nhiều người kỳ vọng năm mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Năm vừa rồi này là cái năm mà gọi là quê hương nó được về đích nông thôn mới, cho nên là bà con là từ xã Lương Bông xa xôi nhất cho đến thị trấn thì bà con rất là náo nức phấn khởi, cũng mong là ba trẻ của tôi trong cái năm mới là tiếp tục duy trì cái sự phát triển này, được nhà nhà hạnh phúc ấm no, người người mạnh khỏe. Sau chương trình nghệ thuật xong thì chúng tôi lại đi đón màn pháo hoa mà lâu lắm rồi chúng tôi chưa được đón nhận. Và cũng nhân dịp xuân Quý Mão thì xin chúc toàn thể bà con ở Ba Chẽ nói riêng, Quảng Ninh nói chung và cả nước Việt Nam an khang thịnh vượng, một năm mới phát tài phát lộc. Màn pháo hoa hôm nay rất là đã mắt đấy, và cũng nhân đây thì cũng ước mong cho một cái năm mới này dự đoán là cũng có khá là nhiều khó khăn, nhưng mà gọi là mọi người cùng nhau chung sức để vượt qua những cái khó khăn mà để vượt sóng thành công trong năm tới. Hàng chục nghìn người dân ở các địa phương trong tỉnh náo nức thưởng lãm màn pháo hoa, chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong niềm vui và hạnh phúc. Mỗi người có được những khoảnh khắc ấm lòng và tin tưởng vào một năm mới an khang, thịnh vượng. Yeah.
Hòa cùng không khí Tết đến xuân về khắp mọi miền Tổ quốc, tối qua nhân dân thành phố Hạ Long cũng hân hoan chào đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng về một năm mới thành công. Sau 3 năm dịch bệnh, người dân mới có thể thoải mái tận hưởng một cái Tết đúng nghĩa. Đường phố trong đêm giao thừa rực rỡ, tấp nập hơn. Tại các địa điểm công cộng như quảng trường 30 tháng 10, nơi diễn ra chương trình văn hóa nghệ thuật, Quảng Ninh rực rỡ những mùa hoa do thành phố Hạ Long tổ chức, đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới vui xuân. Vui và hân hoan khi đón nhận Tết 2023 này. 2022 vừa qua trải qua rất nhiều sự kiện. Đầu năm thì dịch bệnh, rồi rất may chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh đấy để lại kinh tế xã hội trở lại bình thường. Thế còn chị thì sao ạ? Hiện tại thì mình cũng cảm thấy rất là háo hức ạ. Tại vì kết thúc một năm cũ, đón chào năm mới. Hiện tại thì chắc hẳn mọi người ở đây cũng rất là vui. Ai cũng hồi hộp vì Tết mà. Cầu mong cho một năm mới an yên, nhiều người cũng lựa chọn đến các điểm văn hóa tâm linh trong dịp đầu xuân. Tại đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn cũng diễn ra hoạt động cho lộc văn, cho những lời hay ý đẹp dịp năm mới. Năm nào cũng vậy. Tôi nhà gần đây, trên tôi cứ sang ở đây. Một là để thắp hương, để tưởng nhớ đến Đức Ông, vì anh hùng của dân tộc, công lao to lớn. Cái thứ hai là đi xin lộc, ở đây gọi là lộc văn, nó bằng các cái chữ. Thì khi mình xin các cái chữ đó xem nó ứng nghiệm thế nào cho một năm mới đối với bản thân mình. Bởi vì đã trải qua một năm khá là vất vả và khó khăn cho tất cả mọi người cũng như là bản thân tôi, thì tôi cầu mong một năm mới cho mình, cho gia đình mình và cho mọi người, cho tất cả những người đang xem chương trình này hoặc là chưa xem kịp, sẽ có một năm mới mà chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mạnh khỏe, vui vẻ, yêu thương nhau và tất cả những điều hạnh phúc may mắn sẽ đến. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam cách đây 4 năm, cũng đúng dịp Tết Nguyên đán. Tôi rất ấn tượng với những văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Do đó, tôi đã lựa chọn trở lại nơi đây dịp Tết năm nay và đón Tết ở Quảng Ninh cũng tiếp tục là một kỷ niệm đẹp đối với tôi. Mong mọi điều an lành sẽ đến với tất cả mọi người trên thế giới. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới. Với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, triển khai quyết liệt sáng tạo đồng bộ các giải pháp thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, kinh tế xã hội của Quảng Ninh tiếp tục đạt những kết quả tích cực với mức tăng trưởng GDP đạt 10,28%, là năm thứ 7 liên tiếp đạt mức tăng trưởng hai con số, lập nên kỳ tích trong giai đoạn đổi mới. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cả năm gần 55.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách. Để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2022, tỉnh Quảng Ninh chủ trương tập trung ưu tiên phòng chống dịch COVID-19, bởi việc tăng trưởng kinh tế năm 2022 phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đặc biệt, Quảng Ninh là địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt sớm và cao trong cả nước, là tín hiệu tích cực thúc đẩy tăng trưởng đạt ở mức cao hơn. Nhờ nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong giữ vững địa bàn an toàn trước đại dịch, nên chúng tôi cũng đã được hưởng thụ những thành quả quan trọng đó, sản xuất kinh doanh được ổn định, người lao động thì yên tâm trong sản xuất, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh. Trong phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo phát huy tối đa vai trò trụ cột của ngành than, điện và công nghiệp chế biến chế tạo trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc để ngành than phát triển ổn định, tăng sản lượng tối đa, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế. Theo kế hoạch mà được kế hoạch sản xuất kinh doanh chính thức mà tập đoàn được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước phê duyệt, thì sản lượng than năm 2022, sản lượng nguyên khai dự kiến là 39,1 triệu tấn, trong đó thì tại Quảng Ninh là 37,6 triệu tấn. Tuy nhiên là tập đoàn điều hành khai thác than ở mức tối đa trên cơ sở mà giấy phép khai thác và điều kiện kỹ thuật, điều kiện thời tiết cho phép để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu tiêu thụ than. Là địa phương đi đầu mở cửa du lịch mạnh mẽ đúng thời điểm, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng chương trình mở cửa phục hồi, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2022, gắn với triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch của tỉnh. Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh cả năm đạt 11,6 triệu lượt, gấp 2,6 lần so với năm 2021. Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ du lịch đạt 14,37%, đóng góp 4,51 điểm phần trăm trong GDP.
Kể từ khi mà mở cửa thì cũng nhờ các cấp chính quyền cũng đã ra các quyết sách rất là nhanh chóng để các công ty du lịch đơn cử như công ty của chúng tôi thì cũng đã có các cái động thái để rất là nhanh để có thể tiếp cận được tới khách hàng cũng như là các đối tác để làm sao mà có một cái những cái dòng khách cũng như có một cái tiệp khách tốt tới Quảng Ninh. Các ngành kinh tế khôi phục, dịch bệnh được kiểm soát cùng những giải pháp linh hoạt sáng tạo, chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh và đặc biệt là phát huy tinh thần tự lực tự cường của các đơn vị khối ngành tài chính, nhất là ngành thuế và hải quan, đã giúp tổng thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt gần 55.000 tỷ đồng, tăng cao so với chỉ tiêu trung ương giao. Các khoản thu thuế, phí, lệ phí tăng trên 12% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước tới nay và là địa phương nằm trong nhóm đầu cả nước. Trong năm 2022, với cái số nỗ lực phấn đấu của hệ thống ngành tài chính cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh và đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của những người đứng đầu, đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch đã vào cuộc một cách tích cực trong lãnh đạo chỉ đạo, thì năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được trung ương cũng như được tỉnh giao. Kết quả trong tăng trưởng kinh tế thu ngân sách của Quảng Ninh năm 2022 là sự kết tinh của sức sáng tạo, quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục trao truyền qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Đó là nền móng quan trọng để tỉnh tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng hai con số và đạt số thu ngân sách theo kế hoạch đề ra trong những năm tiếp theo. Trong thời khắc năm cũ qua, năm mới đến, nhà nhà người người náo nức đón giao thừa. Nhưng những công nhân vệ sinh, môi trường vẫn miệt mài với công việc dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo cho đường phố sáng, xanh, sạch, đẹp, đón năm mới tràn ngập niềm vui, ghi nhận tại thành phố Hạ Long. Để đảm bảo cho tuyến đường mình phụ trách được xanh, sạch, đẹp đón Tết, chị Lê Minh Hưng, công nhân công ty cổ phần đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh, phải tăng thời gian làm việc gần gấp đôi so với ngày thường. Công việc dọn vệ sinh của chị và đồng nghiệp bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng ngày 30 Tết đến 4 giờ sáng ngày mùng 1 Tết mới kết thúc. Tuy vất vả là vậy, nhưng chị Hưng cũng như tất cả mọi người đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bắt đầu từ 25-26 Tết là chúng tôi đã phải tăng cường làm rác. Và trong những ngày hôm nay là chúng tôi phải tăng cường thêm khoảng thêm 4 tiếng, một ngày, một ca. Để đảm bảo để gom đủ số lượng rác để thành phố ngày mai sạch sẽ đón Tết một cách vui vẻ. Tính đến đêm 30 Tết, lượng rác thải của thành phố Hạ Long khoảng 600 tấn, tăng gấp đôi so với ngày thường. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh, đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo việc thu gom và vận chuyển rác đã phải huy động 100% quân số với trên 600 công nhân lao động và nâng công suất các phương tiện máy móc chuyên dụng thu gom lên 50% một ngày và làm việc xuyên đêm. Bước sang năm mới thì chúng tôi cũng chỉ muốn là dân là có ý thức hơn và giữ gìn vệ sinh chung cho chúng tôi để cho chúng tôi được hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Cầu mong cho mọi người, mọi nhà nhà đều có được sức khỏe, được bình an, được đón một năm mới được an khang. Với một cái khối lượng công việc rất là lớn, cụ thể là rác thải sinh hoạt, thì ban giám đốc cũng đã có những cái quan tâm sát sao, động viên công nhân kịp thời và đặc biệt là có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như thành phố tới tận hiện trường để động viên chị em công nhân. Thì chúng tôi xin hứa và cam kết là sẽ đưa được hoàn toàn cái lượng rác thải sinh hoạt ra khỏi thành phố trước 5 giờ sáng ngày mùng 1 Tết. Sự quan tâm động viên kịp thời của các cấp lãnh đạo dành cho công nhân vệ sinh môi trường cùng những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân lao động của đơn vị sẽ mang đến một mùa xuân bình yên và tràn ngập niềm vui. Trong những ngày Tết Nguyên đán này, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm quân số sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết bình yên, đầm ấm. Ngoài ra, các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong ngày Tết. Tết Nguyên đán Quý Mão là Tết đầu tiên binh nhất vũ khắc quân, đại đội thông tin phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ăn Tết tại đơn vị. Với một chiến sĩ trẻ, nỗi nhớ nhà dịp xuân mới là không thể tránh khỏi. Thế nhưng những hoạt động vui xuân đón Tết tại đơn vị đã tiếp thêm tinh thần để quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà, không khỏi bồi hồi cảm xúc và nỗi nhớ nhà. Nhưng nhờ có sự quan tâm chia sẻ của đồng chí, đồng đội và chỉ huy các cấp, tôi cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Ở Yên Vị, những không khí những ngày Tết, chúng tôi đều coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Cùng chung tay trang trí, xây lau dọn nhà cửa, trang trí mâm ngũ quả, cùng tham gia các hoạt động vui chơi của những ngày xuân của đơn vị đón Tết. Chúng tôi luôn luôn xác định tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc Tổ quốc để giữ gìn cho nhân dân đón một mùa xuân yên bình. Cùng với việc vui xuân đón Tết, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn không quên nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là lực lượng tinh nhuệ, chủ lực, cơ động sẵn sàng chiến đấu. Đại đội trinh sát phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì 100% quân số trực, đồng thời chủ động và triển khai các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, không để bị động bất ngờ. Chúng tôi đã tổ chức luyện tập và sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện, vật chất để bảo đảm các cái mục tiêu được đảm nhiệm và quan trọng nhất là bảo đảm cho nhân dân ở trên địa bàn vui xuân đón Tết an toàn. Tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới, hải đảo xa xôi, nhiều khó khăn vất vả. Trong những ngày Tết cổ truyền, cán bộ chiến sĩ các đơn vị trên tuyến biên giới biển đảo đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để đời sống cán bộ chiến sĩ tại đơn vị trong những ngày Tết luôn được tươi vui, sung túc, đủ đầy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ, triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Đối với công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết, thì chúng tôi đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, lực lượng biên phòng, duy trì nghiêm lề lép chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt cái quân số đúng theo quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho địa phương, cho bà con nhân dân vui xuân đón Tết. Một mùa xuân mới lại về, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã và đang ngày đêm chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, để nhân dân đón một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Thay mặt cho những người làm chương trình, một lần nữa kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn.